Thank you.
Chúng tôi xin được chào đón ca sĩ Lê Hiếu đã có mặt trong ngày hôm nay để ủng hộ bộ phim Đất Rừng Phương Nam. Thưa quý vị, xin được giới thiệu với lại quý vị bé Bọng Ngọc. Đây là một diễn viên nhí, và nếu mà quý vị xem bộ phim thì đây sẽ là một bộ diễn viên nhí và sẽ vào vai bé xinh. Trong phim bé rất là đáng yêu và dễ thương. Cảm ơn con gái. Xinh như trong phim thì không có đeo một trai nhiều như vậy đâu nha quý vị. Xin được giới thiệu sự có mặt của anh đẹp Thầy Tu Luân cũng như là em Sơ Quang Vi đang có mặt trong chương trình. Chị Gia Giang nó nhờ tôi chú anh chị. Thank you.
con của chú. Chị thành thành quá nha cô chú chị. Thưa quý vị, sau đây tôi sẽ cùng giới thiệu diễn viên Kiều Trinh. Và bên cạnh đó, đi cùng với lại diễn viên Kiều Trinh, chúng ta biết cơ lý đó đến từ LG Entertainment. Và đặc biệt thì xin được giới thiệu đến quý vị sự có mặt của một vài diễn viên chính ở trong bộ phim này, diễn viên chính là con và đó chính là diễn viên Huyền Con. Tôi xin được lại cho con người diễn viên đưa các bạn cùng có mặt cùng với cả diễn viên xin mời. Chào chị. Thì Phúc Phan có gặp cô Thanh Hằng đó nha cô chú anh chị. Nhớ cái dịp mà đi đám giỗ của cô Thanh Hằng ở Long An rất là vui. Một nhân vật rất quan trọng để làm nên thành công và lý do chúng ta đang có mặt ở đây, xin mời đạo diễn. Dạ anh cũng chắc phải nhóm nhóm cao cao. Dạ đây là người chào mặt toàn đổi ở rất trên một phương. Đây là một quyển tiểu thuyết và chúng ta chuyển thể để làm cái bản truyền hình vì đã được ra mắt cách đây 25 năm. Chúng em rất được yêu thương. Dạ, xin được cảm ơn anh Dũng, xin được cảm ơn ca sĩ Bùi Lan Hương. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời sự có mặt của
diễn viên Tuấn Trân trong bài Bút Lục Lâm. Tới lòng trên, tới tới nè. Nãy nãy giờ thấy Thảo không? Kiếm Thảo nãy giờ thấy là đông quá, không thấy nó. Mình chờ xem là anh Hứa Lê Văn sẽ nói tiếng Pháp như thế nào trong bộ phim này. Xin được cảm ơn diễn viên Hứa Lê Văn trong vai Võ Công. Đây là một trong những vai diễn mà chúng ta sẽ đặt ra rất là nhiều câu hỏi, và chúng tôi nghĩ rằng là bộ phim sẽ làm cho quý vị tìm được câu trả lời của mình. Liệu bác đại phới sẽ vào vai Võ Công như thế nào? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.